Ôi dồi ôi, nhanh nhanh cái chân lên xem nào. Rồi, đúng không? Nhanh lên, sốt ruột quá cơ. Cấm mà làm gì mà cứ phải cuống lên thế này. Mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu. Mà vội mà cần thúng thăng con gậy. Giò lăn bậc thang ấy mới tung hoành. Một cõi sang sàn chẳng thèm mà nhấp cái nháy, chẳng mang nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng mặt là trai. Là trai nó phải từ từ, nó phải thông trai thả. Này trai này trai này này, làm gì mà sốt sắng đấy? Thế chả sốt sắng thì sao, người ta đã bảo rồi, cái miệng đi trước cái miệng khôn, mình mà không đi đến nhanh hết cỗ thì sao? Hết làm sao được cỗ? Làm sao mà không hết được? Gừng mà tôi biết mình không không phải cái ngứ tham ăn tục uống, nhưng mà làm gì cả cuống cả lên, đi đến đâu ấy, nghe tôi dặn đây, phải giữ ý giữ tứ một tí, đừng có mà sốt sắng rồi làm tôi xấu hổ. Cái gì? Mất mặt với bạn bè. Xấu hổ mất mặt? Tôi làm gì mà xấu hổ mất mặt hả? Hả? Đã làm cái gì chưa? Đã làm cái gì mà bảo là xấu hổ mất mặt hả? Đấy đấy, tính tính đấy, cái mồm đấy, ăn cái gì không cuống cả lên, nói thì gắt như hổ lửa ấy. À, thế bây giờ xấu hổ mất mặt đấy, đi đi, đi một mình đi, con để dỗi, con để đi về. Không không phải dỗi này, gâm khổ, tôi bảo không phải dỗi, khổ quá, đi đâu thì nó phải có vợ có chồng, tôi có dám nói gì mình đâu, nhưng mà là tôi chỉ góp ý với mình để cho mình sửa đi một tí, nhẹ nhàng một tí, ý tứ tế nhị một tí, đừng có làm mất mặt chồng con, làm tôi xấu hổ với bạn bè, chứ không có cái gì cả. Thôi được rồi, mình muốn thế nào cũng được, hai vợ chồng mình sang mừng cho bạn tôi. Nhớ cái mồm đấy nhá. Mà này, đây nói cho biết nhá, làng xã này đều biết rằng là cái tính của con này như thế nào nhá. Cái tính nó nói như thế thôi, chứ còn bản chất tốt nhá, cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Biết rồi, đừng có nói nhiều. Tốt thì thôi mới lấy mình. Nhưng mà nhẹ nhàng tí nhá, giữ ý một tí nhá. Rồi, thôi đi. Nói nhiều quá, dặn nhiều, xuất cả ruột, đi nhanh lên. Dạ bẩm ông, nhà có khách ạ. Ai đây con? Dạ bẩm ông Phú Nghĩa. Mời ông bà ấy vào. Dạ. Nhanh lên con. Dạ con mời ông bà. Cảm ơn anh. Xem nào. Dạ. Chào ông ạ. Chào ông. Cơm nhà cửa khang trang quá. Chào bà, mời ông bà ngồi ạ. Ôi trời ơi, tao nói nhà nó đẹp quá. Dạ cũng cảm ơn ông bà. Dạ cũng bình thường thôi ạ. Dạ mời ông bà ngồi ạ. Vâng. Ôi trời ơi, tao nói nó sạch. Người ta bảo đúng không sai, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bảo sao em đến nhà bác em lạnh, em mát quá là mát. Hai bác ngồi uống nước, rồi tí nữa khách đến đông đủ, rồi ta vào mâm luôn. Vâng. Thôi, nước non gì ạ? Em, mình ăn cỗ luôn đi ạ. Từ, cỗ mình đã cười này, thấy bác làm được cái nhà khang trang thế này là mừng cho hai bác. Dạ. Ừ, thế mà bác gái nhà mình đâu nhỉ? À, dạ vâng, đấy cũng là lỗi quá, cho nên là hai bác chờ một lát. À, mình ơi. Dạ. Có vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây này. Mình gọi em ạ. Chà, nó cũng ngon. Dạ. Cái gì nó cũng ngon. Vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây rồi. Em chào hai bác Phú Nghĩa ạ. Chào bác. Dạ. Này, thế mình xem khách khứa đã đông đủ rồi ấy, thì mình mời hai bác đi vào mâm. À, mình đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Dạ thưa mình, là hôm qua mình dặn như thế nào thì hôm nay em đã làm đúng như thế rồi ạ. À, có món cầy tơ 7 món này. Cầy tơ 7 món. Úi giời ơi, cái món này mà nó nhầm cái gì ạ thì nó thôi. Dạ có cả cá chép om dưa nữa ạ. Cá chép om dưa. Úi giời ơi, cá chép om dưa. Úi, cái món này nó gọi là tuyệt vời. Có gà hấp lá chanh nữa mình. Gà hấp lá chanh. Còn cỗ thì lúc nào cũng phải có món này rồi. Cả món canh mọc bong bóng nữa mình ạ. Úi giời ơi. Riêng cái món này nha, là không chỉ một mình em thích mà cái thằng chồng em cũng thích.
Thế thì tốt quá. Cỗ như thế là cũng đầy đủ hết cả rồi. Thế bây giờ mình có thể mời hai bác đây vào dùng bữa luôn cũng được. Hôm nay là tân gia của nhà em, cho nên hai bác sang có gì không phải thì cũng mong hai bác bỏ qua cho. Không có cái gì đâu mà bỏ qua cho, cứ cố ngon là bỏ hết. Rồi. Thế cứ từ từ đó bác. Chờ khách khứa đông đủ thì mới ăn cũng được mà. Đủ rồi. Ba cái thì là chu đáo quá. Đúng là ông Linh, ông Phú Linh là có phúc có đức, lấy được một người vợ công dung ngôn hạnh, đảm đang tài giỏi. Đây, từ hai bàn tay trắng dựng lên được một cái cơ đồ nó khang trang như thế này. Ấy, bác Phú Nghĩa cứ nói quá. Chứ nhà em là phải nhờ vả anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì mới nên được cơ ngơi như thế này đấy ạ. Bác cứ khiêm tốn. Đã bảo rồi, ở nhà đã bảo rồi, làm gì mà có cái chuyện tay trắng mà đời làm được cái cơ ngơi thế này. Cứ, có mà nhờ vả hết đấy. Cứ im cái mồm được không? Làm sao mà tôi phải im? Thưa bác, vì đâu là mất mặt đấy đấy. Làm sao mà mất mặt hả? Ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng. Giữ mồm giữ miệng cái gì? Có ý cái gì vậy bác? Tôi nói cái gì mà giữ mồm giữ miệng? Nhìn cái này, nhìn vào ông Phú Linh mà học tập nhá. Học tập cái gì? Hả? Hả? Tôi nói cho ông biết, ông thích công dung ngôn hạnh cái gì? Đây có hết nhá, có tất nhá. Nhưng mà đây không thích rồi nhá. Bác cái gì nào? Bác cứ để yên em. Thưa bác, không điên nhá. Có đó. Này ông điên thì ông định làm gì? Ông định làm gì thôi? Hả? Vào bếp. Bác vào bếp giúp em một tí. Nhà em còn nhiều việc quá đi bác. Này, thôi, nể lắm đấy nhá, nể hai bác lắm đấy. Hôm nay tôi đi lấy đâu? Mình có ý biết không? Bác cứ ngồi xuống, bác cứ bình tĩnh đã. Bác cứ ngồi xuống đây. Hôm nay là tân gia của nhà em. Có gì thì hai bác về nhà đóng cửa bảo nhau. Chứ ai lại làm như thế mất mặt lắm. Thôi, bác cứ ngồi. Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau mới nhục chứ. Bác cứ uống chén nước, hạ hỏa. Đấy bác thấy đấy, nó có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình, nên em chả giấu làm gì. Từ lúc nó đến đây, bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà, nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay ấp. Xấu chàng thì hổ ai hả bác, mình cứ nhịn đi một tí, rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Thôi, có khi... Em nghe bác, em sẽ nhịn. Vâng. Vợ già thì dạy bảo từ từ. À, thôi bây giờ... Em sẽ bảo ấy, nó phải học tập cái bác gái bên nhà mình. Đội ơn bác ạ. Thôi mọi việc cũng đâu còn đó bác ạ. Bác phải hạ hỏa. Thôi, đến giờ rồi, rước bác vào dùng cơm ạ. Nô, dạ. Con xuống chuẩn bị hết đi. Dạ, vâng ạ. Con vào ngay đây ạ. Xuống làm bác chén rượu cho nó hạ hỏa ấy. Dạ. Thấy bác dựng được cái cơ ngơi khang trang này là em mừng lắm. Dạ, đội ơn cũng muốn uống một lần say với bác. Dạ, đội ơn bác ạ. Dạ. Rước bác ạ. Ôi Mình ơi, nhanh, chờ nhanh, em. Nhanh, nhanh lên Mình ơi. Đây rồi, em đây, em đây. Nhanh lên. Ôi, khổ chưa? Không, phải đó. Không, sai được đâu. À, thôi chút đi gánh nặng đường xa. Ngược xuôi bôn ba, nay ta về nhà ta. Không về nhà ta thì về đâu? Đường đầy chất chồng hết. Lâm rồi lại mê, không mê nhà ta mình mang là quả bốn bề. Đấy, gớm, những cái lúc say như này ấy, mới nhận ra được vợ tốt như thế nào chưa? Vợ ta lúc nào chả tốt. Chả tốt thì sao? Đấy, thế mà đi ra bên ngoài, lúc nào cũng nói xấu vợ, hết thế này lại hết thế kia. Nói điêu. Nói xấu vợ khi nào? Này, đây là chỉ góp ý để cho vợ thay đổi, để tốt hơn, để mát mày mát mặt với bạn với mẹ hơn. Tính vợ ấy là cứ như hồ lửa, ăn nói thì sỗ sàng, chỉ được mỗi cái tâm nó tốt. Nhưng mà vợ vẫn phải thay đổi đi. Chồng chỉ có góp ý cho vợ để vợ thay đổi, để vợ lớn lên. Lớn lên á? Em thấy em lớn rồi mà. Chỗ này, chỗ nào mà chẳng lớn? Lớn là lớn cái đầu, chứ không phải lớn là cái mồm. To mồm là nhiều lúc nó không có tốt. Vợ phải nhìn cái vợ lão phú mà học. Phải yếu điệu thục nữ. Mọi việc phải là cưng chiều chồng,
ăn nói phải nhẹ nhàng thế nhỉ? Ai cứ bùm bùm, bùm bốp tóc tóc như thế. Thôi được rồi, thế là nói tóm lại là bây giờ em phải yểu điệu, thục nữ, nết na. Giống như là vợ của lão, vợ của lão Phú Linh chứ gì. Đúng rồi. Thì muốn em thay đổi thì em thay đổi được chưa? Ừ, thế thế mà thay đổi thì nhà mới vui 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 được. Thế 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 đi đi về nhà. Đi. Chút hết gánh nặng đường xa, ta lại về nhà ta. Tòm, tòm, chát, chát, tòm, tòm. Hồng, hồng, tuyết, tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. Và dù sinh nghĩ nhiều thứ chẳng ra gì, bao năm đợi vẫn chưa có gì là một quý tử. Tòm tòm chát chát tòm tòm. Mình về thế nè. Mình ơi, sao thế? Em thèm ăn chuối. Gớm, chuối ngày nào chả ăn mà vẫn còn thèm. Chứ được rồi, mình thích ăn chuối thì để tôi cho mình cái quả chuối của tôi. Trong người lúc nào chả có quả chuối. Mình trêu em. Trêu đâu. Này, mình biết tôi cũng thích ăn chuối mà. Đây, chuối của mình đây. Mình biết tôi cũng thích ăn chuối, lúc nào chả giấu một quả trong người. Không phải chuối này. Thế chuối nào? Chuối xanh cơ. Này, hôm nay có đổi gió không? Có giở trời không? Sao lại thích ăn chuối xanh? Em không biết nữa. Dạo này á, em thích ăn chuối xanh lắm. Mà chuối càng xanh em lại càng thích. Trời ơi, em chỉ cần tưởng tượng ấy, em cắt cái lát chuối ra, xong em kẹp với lại muối ớt. Trời ơi, tao nói nó ngọt lắm mình ạ. À. Xong em lại còn thích ăn sục chát nhá. Sục chát mà chấm với muối nữa thì nó ngon lắm. Này, thích ăn chuối xanh, sục chát. Vâng. Thèm cả khế chua. Nhiều lúc bốc cả bức vách ăn. Sao mình biết? Ui, mình ơi, hay là em bị bệnh gì à? Ui, không được đâu, em chưa muốn chết đâu mình ơi. Không, không, không. Không, 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 không. Như nào? Hay là mình như nào? Mình có nghén. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thế này là tôi sắp có quý tử nối dõi rồi. Đúng rồi. Này, đợt này thấy mình cũng khác lạ lắm. Thần thái khác này. Rồi, hình như là béo lên. Đúng rồi. Bây giờ để tôi đưa mình đi khám thầy lang xem là có đúng là sắp có quý tử không. Em có em bé hả mình? Đúng rồi. Đi khám thầy lang ngay. Trời ơi, thế này thì vui quá. Các cụ nói không có sai, đúng là tu nhân tích đức muốn đời thịnh, ăn ở hiền lành phước để sau. Nô ơi, dạ cái gì? Ra ông Bảo đây. Nhanh lên. Mới sớm mà đã ngáp ngủ rồi. Đêm hôm thế này ông còn gọi con ra. Con vừa mới chợp mắt, đang mơ được ăn miếng xôi. Chưa cho vào mồm, ông làm mất cả miếng xôi còn tỉnh luôn. Mày suốt ngày chỉ có ăn thôi. Nghe ông dặn đây. Dạ. Mai,
sang nhà ông Phú Linh. Bảo là ông con chuyển nhời. Ngày này, năm này, giờ này, tháng sau mời ông qua nhà con ăn cứ cậu quý tử mừng cho ông con. Giờ này, ngày này, năm này thì con hiểu, sao lại phải tháng sau? Cái đầu mày này rốt lắm con ạ. Thế cậu vừa mới ra đời thì có phải một tháng nữa mới đầy cữ không? Hả? Nhớ chưa? Con quên hết rồi. Ông nhắc lại cho con đây nào. Cái gì lằng nhằng quá. Nghe ông dặn này. Mai sớm sang nhà ông Phú Linh. Mời ông ấy. Bảo ông con chuyển lời. Mời ông. Ngày này, giờ này, năm này, tháng sau sang nhà con uống chén rượu mừng cho ông bà con sinh được cậu quý tử. Nhớ chưa? Con nhớ rồi. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau mời ông bà sang nhà con ăn cái nễ thôi nôi mừng cậu ấm ra đời. Phải rồi. Ra đóng cửa rồi vào mới đi ngủ. Ruột ngày ngáp. Ông vừa nói mình cái gì nhỉ? Em mời mình thầm trà. Cảm ơn mình. Trà ngon. Dạ bẩm ông bà ạ. Có việc gì thế con? Dạ thưa ông bà, có người ở bên nhà ông Phú Nghĩa muốn sang hỏi thăm ông bà. Con ra mời người ta vào. Nhớ là phải nhiệt tình chu đáo, đừng để mất lòng người ta. Dạ lời ông dạy con xin nghe ạ. Đi đi con. Mình này, ngày nào mình cũng pha trà cho tôi như thế này là tôi vui lắm. Trà này rất ngon, mình mua giúp tôi vài cân để tôi sang biếu cụ Lý mình nhé. Em biết rồi mình ạ. Úi dồi. Dạ bẩm ông bà. Ông nhận ra con rồi. Ông nhớ ngày xưa lúc ông sang nhà ông Phú Nghĩa ấy, là con cũng cao lớn lắm cơ mà nhỉ. Sao bây giờ lại quắt đi thế con? Dạ bẩm ông đúng rồi ạ. Dạ đấy ông biết đấy, ngày xưa con to con là thế, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Thế nhưng mà con vừa trèo cây ổi, con ngã cắm đầu xuống đất, người nó chun lẹt một mẩu như này ạ. Khổ thân. Mà ông ơi, thế con sang đây có việc gì nhỉ? Thế ông cả Nghĩa, ông ấy sai con sang đây là có việc gì muốn báo lại với ông. Con nhớ không? Con quên mất rồi. Hay là ông để con về con bẩm lại ông con. Con xem có việc gì con ra con bẩm lại ông nhá. Thôi, dạ. Thế cũng được. Thằng này, đi ra. Đúng là người ở. Con nhớ ra rồi, con nhớ ra rồi. Dạ, bẩm ông. Ông bà con dặn sang đây mời ông bà. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau. Sao lại tháng sau hả con? Thì ông bà con dặn thế, con biết thế. Tháng sau, mời ông bà hạ cố qua nhà con ăn cái nễ thôi nôi. Thế là... Dạ, là ông bà con vừa hạ cố sinh một quý tử. Mừng quá. Thế thì tốt quá rồi. Ông Phú Nghĩa là cũng ngoại tứ tuần rồi, mà bây giờ mới sinh được quý tử, chắc chắn là vợ chồng ông sẽ sang nhé. Dạ. Mà bà con dặn là ông bà sang ấy không phải quà cáp gì đâu. Sao lại thế? Bà con dặn thế thì con biết thế. Không được đâu. Nhưng mà tiền thì bà con bảo cũng mang ra, bà con nhận để gửi cho cậu quý tử nhà con. Được rồi, ông hiểu rồi nhá. Dạ. Con về con nói lại với ông Phú Nghĩa.
là chắc chắn vợ chồng ông sẽ sang để mừng lễ thôi nôi cậu quý tử, được chưa? Dạ. Ừ, nhớ đấy nhá. Dạ, thì xin phép ông bà con về. Rồi, cái thằng này đi ra. Dạ. Toàn trắng. Úi giời. Dạ, thưa ông bà. Ông bà đói chưa để con dọn cơm ạ? Ừ, con dọn cơm đi, để ông bà ăn nhá. Dạ, vâng ạ. Yêu quá. Để thầy ru con ngủ nào. Mẹ chú, mẹ chú. Đói là có con chim xanh, ăn nó là ăn nó tâm mát, ăn nó tâm mát đậu cành, đậu cành dâu ra đường về bên đi ấy bao xa. Ôi trời ơi, xinh quá, yêu quá, yêu giống tôi cái như đúc ấy nhỉ. Cái mắt này này, cái mắt này, nó yêu này, nhìn con ngủ thôi cũng dễ thương mình ạ. À. Dễ thương quá cái này, còn cái miệng nữa kìa, chúng cha chúng chim, xinh ơi là xinh. Xinh giống ai? Duyên như cái miệng của mình ấy. Đấy, mình thấy chưa, mình phải biết trân trọng em đấy nhá. Tôi lúc nào chả chân quý mình. Tôi cảm ơn mình đã sinh cho tôi một quý tử để mát mày, mát mặt với xóm, với làng, với họ, với hàng. Đây, đây này, có bao nhiêu của quý. Đấy, dành hết cả cho con trai. Đưa cho mẹ con giữ này. Rồi. Đấy. Ôi, con ơi, con ơi. Thầy thương con lắm đấy nhá, của chìm của nổi thầy bảo thầy cho con hết đấy. Thương lắm chứ không thương thì thương ai. Mẹ thương. Yêu lắm ý. Đáng yêu chưa kìa. Cái thằng kia, sao lúc nào mày cũng ngáp ngủ thế hả? Kiểm Minh, có chuyện gì thế con? Ông bà ơi, có ông Phú Linh sang gặp ông bà ấy. Con cho vào không ạ? Hay tôi con cho về luôn? Ấy, sao lại cho về luôn? Ông mời ông ấy sang đây thì con phải mời ông vào nhà chứ. Nhưng mà con thấy mặt ông Vũ Linh ấy, nó hóng hóng ấy, chắc sang đây thì không có đấy. Thằng này, không được nói bạn ông như thế. Bạn ông với ông là cái chỗ thân tình thì ông mới sang mừng cho ông. Con nói như thế là không có được đâu đấy. Ra mời ông vào đây cho ông. Rồi, con biết rồi. Nói cẩn thận nha. Đấy, đấy, đấy. Con biết rồi. Mày quát ông đấy à? Mày quát bà đấy à? Con mời ông bà. Đừng có nói bà to. Con nó giật mình. Quạt nhẹ thôi. Xin chào ông bà. Quý hóa quá. Ông bà sang chơi. Mời ông bà ngồi. Ngồi xuống đi mình. Ông bà ngồi. Ông bà tự lấy nước uống nhá. Ủa đấy. Ra nước con. Quý tử trộm vía quá. Háu khỉnh quá. Ra nước đi con. Nó đáng yêu như em. Mà bác Phú Nghĩa này. Dạ. Bác cũng tài thật đấy. Ngoài tứ tuần rồi mà thế nào vẫn ra được quý tử. Dạ. Mà này, sao nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ là cái hôm mà sang ăn tân gia nhà tôi là đã có gì đâu nhỉ? Thì đấy, một là được nhờ hồng phúc tổ tiên, cái thứ hai là nhờ cái rượu của bác gái. Hôm đấy là em về uống rượu rồi ấy là được quý tử đây này. Bác nhầm rồi, không phải là do rượu đâu mà tất cả là do bác thôi. À, không phải là do nhà em đâu bác ạ. Chứ mà được thằng cu như thế này là gia đình nhà em cũng nhờ hàng xóm nhiều lắm đấy ạ. Ôi dồi. Này. Cái gì đấy? Nhờ hàng xóm. Nhờ hàng xóm là thế nào? Mẹ chua, mẹ chua, mẹ chua. Cô làm cái gì đằng sau lưng tôi? Bác ơi, bác cứ để cho em. Bác ơi. Hôm nay phải làm cho rõ ngôi cho quay. Nên còn rớt cả quá. Bác mình thấy khá. À, thì ra là cái đồ lăng loàn. Bác này ra vẻ chính chuyên. Buổi tối thì làm chuyện liên thiên đằng sau tôi à? Bác Phủ Nghĩa. Im để cho con nói. Không im được. Bác ơi. Đấy, hai bác thấy đấy. Có thử có một tí thôi mà đã sồn sồn lên như thế rồi.
Đấy, hai bác thấy chưa? Bác thì thấy là không được. Đấy, con của ai thì mình tự biết nhá. Nhìn cái mặt nó lù lù thế này. Ôi mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Thử, ai lại thử thế? Thầy, không thầy, thử thầy, à? Thầy thương, thầy thương, thầy thương. Thôi, làm con thầy giật mình đúng không? Thương lắm. Thôi, 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 thôi bỏ ra đi. Đấy, thế... hai bác thấy đấy. Đi đâu lúc nào cũng kể xấu em, xong so sánh em với người này người kia. Hai bác thấy em là sao mà chịu được? Kể xấu khi nào? Cái hôm... Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau với nhục. Bác cứ uống chén nước. Đấy bác thấy đấy. Đừng có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình nên em chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay gấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Đấy à, thôi. Đấy bác ạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một tính cách nữa, nên là có việc gì thì nhẹ nhàng rồi bảo nhau sau bác ạ. Chứ bác thấy đấy, bọn em là phận đàn bà, mới sinh ra thì đã khổ hơn đàn ông rồi. Sau thì có việc gì thì bác nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sau bác ạ. Rồi rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn bác Phú. Này, mình... Về. Tôi xin lỗi. Không lỗi. Từ giày, tôi sẽ nhẹ nhàng, nghe lời, rồi không làm cho mình giận nữa nhá. Thôi bác Phú ạ, hôm nay là ngày vui, mọi cái chuyện không vui bỏ qua đi mình ạ. Bây giờ mời ông bà vào uống với vợ chồng em chén rượu. Dạ, vâng. Mừng thôi nôi cháu. Đó. Dạ. Dọn cơm. Vâng ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Khiếp quá, khiếp quá. Không sao mà khiếp. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Nhà ta là nhà gia giáo, nề nếp tôn ti trật tự. Bà ngáp, bà ngồi bà ngáp há hết cả miệng ra như thế thì nhìn nó có ghê không? Hả? Thế buồn ngủ tôi phải ngáp chứ. Ngủ, ngáp thì che cái miệng nó lại. Con cháu nó nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì nữa. Làm gì có ai ngồi đây? Mỗi tôi với ông. Kể cả không có ai nhá. Bà phải giữ cái tôn ti trật tự, kể cả chỉ có một bản thân mình. Như thế nó mới tròn vẹn được. Ôi giời. Mà ông đi đâu bây giờ mới về? Ô hay, còn đi đâu nữa? Thì tôi sang nhà thầy để bàn về cái việc ngày mai làm cái lễ nhập trạch cho gia đình mình ấy. Thế thầy có bảo thêm cái gì nữa không? Còn những cái gì mà đã dặn trước ấy là tôi mua đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì cả, kể cả là con gà trống. Tôi sang nhà bà Thìn tôi mua rồi. Đẹp lắm. Vứt. Sao lại vứt? Thầy có nói lễ lạt hôm trước thầy đã dặn rồi, cứ thế mà mua. Đặc biệt là cái con gà trống ấy, nó phải là cái con gà trống nhưng chưa được đạp mái. Thế bây giờ cái con gà trống đấy là lấy ở đâu? Ồ, thế con phải lấy ở đâu nữa? Bà cứ hình dung xem, người ta linh thiêng là cái con gà trống để nó sinh sôi nảy nở, đúng không? Nhưng nó lại không được đạp mái để cho nó là sạch sẽ. Đấy. Chứ bà đưa cái con gà thiến đi lên trên cái bàn thờ thì các cụ lại chả quả chứ. Thế để định là tuyệt tự giống nòi. Ai biết, tôi cứ bảo thế mua gà trống. Thế con nào đẹp thì tôi mua. Thế bởi thế mới nói, bà chả chịu để ý những lời ăn tiếng nói gì của tôi cả. Mà cái con gà trống nó chưa đạp mái đấy, bà biết lấy ở đâu không? Đâu? Trời ơi. Thì chính là cái con gà mà sáng nào tôi cũng dạy cho nó ăn rồi vần vò nó đấy. Nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra đấy. Đúng nhỉ. Cái con gà đấy là tôi đã phải giấm cách đây vài tháng trời rồi, mua về và tự tay mình chăm, tự tay mình cho nó ăn, tự tay mình nuôi để kiểm soát cho nó có lớn nhưng mà không có đạp mái. Để thế cho nó sạch tôi không nghĩ ra. Bà thì nghĩ được cái gì? Rồi, thế là ngày mai sẽ thịt con gà đấy để làm lễ. Chứ sao? Thế nhưng mà thầy lại có cái dặn là nhà mình nó lại có hơi đặc biệt. Cái gì nữa thế? Nhập trạch nhưng nó lại phải vào buổi tối.
Buổi tối à? Buổi tối. Không sao, không sao, chắc là thầy muốn làm như thế để tránh những cái điểm dữ, để tạo cái điểm lành. Thôi cái đấy mình cứ phải nghe thầy thôi. Coi. Mình cũng không tự quyết được. Đúng rồi. Nhưng cái vấn đề chính ấy là cái con gà đấy, bà nhớ nhá. Rồi. Và để người nhà cửa nó để ý cho, chứ nó sơ sẩy một cái gì cái là chết. Nhập trạch nó không thể đùa được đâu nhá. Rồi, rồi, tôi nhớ rồi. Rồi, tôi đi chuẩn bị đây. Rồi. Mao cũng vào đi ngủ sớm đi nhá. Ui giời khổ. Mà không hiểu tại làm sao ngày xưa thì nó duyên dáng, nó rón rén, nó dịu dàng. Bây giờ lại cứ huỳnh huỵch ra như thế. Không còn tí nào gọi là tôn ti trật tự. Úi giời ơi, tiên sư nhà mày. Ôi giời ơi, con Sinu. Sinu à? Mày có đứng lại không thì bảo hả? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Úi giời ơi. Ô mà tìm được thì mày chết với ô nhá. Mày đâu rồi? Thằng này, thằng thanh con kia, đứng lại không? Đâu rồi mày đi ra đây, hả? Mày đây rồi. Mày đi ra đây, nhanh lên, ra đây, quỳ xuống. Hư này, bố con xin u dạy mày rồi. Tại sao mày nghịch như thế, hả? Nghịch cái gì thì nghịch, riêng cái việc đấy là mày không được nghịch, nhớ chưa? Hư lắm mày. Xin cái gì mà xin? Hả? U điên lắm rồi nhá. Bây giờ không có gà cúng thì biết làm thế nào hả? Rồi, ui là rồi. Thư này. Dạ. Bình thường buổi sáng ông nội hay cho gà ăn và vần gà. Nhưng mà sáng nay con mở cửa chuồng ra một cái thì nó chạy đi mất ạ. Đấy. Cái tội này là cái tội đáng đánh. Mất thì ăn đòn, mất thì chỉ đòn, nhớ chưa? Hả? Thư này. Cái gì? Thư này. Khổ, dừng tay lại. Sao lại ầm ĩ lên thế hả? Khổ quá. U đã dạy nhiều lần rồi, gia đình nhà mình là gia đình nho giáo, phải nề nếp, phải nhẹ nhàng, nhất là trẻ con phải nhẹ nhàng dạy bảo chứ, cứ hơi một tí lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mà làm sao mà ở ra cái chỗ này rồi thì thiên hạ người ta nhìn thấy người ta cười cho chứ gì? Hả? Thiên hạ cười thì kệ họ, chứ còn cái chuyện này không thể nào mà nhịn được U ạ. Nó hay nhở. U nói rồi, không có chuyện gì là không giải quyết được. Làm sao mà cứ phải ậm ĩ lên thế, cứ nhẹ nhàng U xem nào. Nhẹ nhàng đấy, bây giờ ấy, buổi chiều nay cúng đến nơi rồi mà không có gà thì U định tính như thế nào? Ồ hay nhỉ, cúng mà tại sao lại không có gà? Không có gà thì làm sao mà linh được đấy. U đi hỏi cháu của U đấy. Là thế nào? Dạ thưa bà, là bình thường buổi sáng ông nội hay cho gà ăn và vần gà. Nhưng mà thế nào mà sáng nay con mở cửa chuồng ra một cái thì nó chạy tót đi mất ạ. À, thế hóa ra là cái con gà cúng nó con mở cửa chuồng à? Dạ. À, cái cha ta chú bố cho mày. Cha ta chú bố cho mày. Ôi, có con gà đấy, làm ăn đấy. Tôi xin gà, xin giết gì cả. Đừng có luôn, đáng đánh nhá. Tại sao lại làm chuẩn con gà lễ của bà? Dừng tay! Làm cái gì mà ầm ĩ như thế? Hả? Làm cái gì mà ầm ĩ như thế? Hả? Trời ơi! Cái gia đình này nó còn có tôn ti trật tự nữa không hả? Tại sao lại cứ ầm ĩ lên thế là thế nào hả? Trời ơi! Tại gì? Tại hỏi cháu ông ý! Làm sao? Bà sang đây! Con đứng dậy! Trời ơi! Sao trẻ con mà lại bắt nó quỳ xuống như này? Tôi đã nói với bà rồi, thầy đã nói với con rồi, cái gia đình nhà mình là cái gia đình có truyền thống nề nếp gia giáo, kính trên nhường dưới. Thế mà tại sao ầm ĩ nỉ non cả lên buổi sáng này ra hả? Này, cái đứa trẻ con này nó bé tí bé tẹo này, nó như cái mầm cây ấy nhá, dạy bảo nó tử tế, uốn nắn nó tử tế, chứ bà dùng roi dùng vọt, dùng lời nói nặng với nó là nó sẽ bị tổn thương, làm sao mà nó có thể phát triển được hả? Cháu của tôi hả? Nhưng mà ai chả biết thế. Sức mà chả
cháu bà, của ông. Bà bỏ cái tay xuống đi. Bà nói năng cho nó nho nhã đi xem nào. Nhưng mà cháu của ông ấy, nó gây lên chuyện không thể chịu được, không thể đừng được. Có cái chuyện gì thì cũng phải bình tâm mà nói chuyện nhá. Có cái chuyện gì cháy nhà chết người đâu mà bà cứ ầm ĩ cả lên thế nào? Thầy ơi, cái việc này nó còn hơn cả cháy nhà. Khổ quá, tôi chưa thấy có cái việc gì mà nó ghê gớm hơn là cái việc cháy nhà cả nhá. Nào, bây giờ thì nói đi, có chuyện gì? Thế bây giờ tôi hỏi ông, lẽ bây giờ không có gà lễ thì ông định tính nào? Cái này nó là gia giáo rồi, nó là lễ tiết rồi, cúng là phải có gà, không có gà thì làm sao mà linh thiêng được. Thì đấy, thì bây giờ ông gọi cháu ông ấy. Làm sao? Dạ, thưa ông là... Cứ bình tĩnh, con không phải sợ nhá. Có ông ở đây rồi, không phải sợ nữa chưa? Nào, có chuyện gì? Dạ, là bình thường buổi sáng ông hay cho gà ăn và vần con gà. Đúng rồi, sáng nào ông cũng dậy sớm, ông ra ông vần con gà, ông cho nó ăn. Cái con gà đấy là để ông sẽ sau này có cái việc, là cái ngày quan trọng ấy là ông sẽ cúng. Nào, nói tiếp, có chuyện gì? Dạ, như các buổi sáng khác, con hay mở cửa chuồng ra cho gà ăn rồi vần con gà. Thấy chưa? Bà và con đã thấy chưa? Cái thằng cháu của tôi đây này, nó học y như cái tính của tôi đây này. Chịu thương, chịu khó, làm việc nhà, đâu vào đấy. Thế có cái gì đâu mà lại để roi vọt đánh nó là thế nào? Rồi, ông cứ hỏi cháu ông tiếp đi. Thầy ơi, vẫn còn đoạn sau ạ. Vẫn còn đoạn sau thì đương nhiên rồi. Nào, thế con nói tiếp. Rồi sao nữa, con vần con gà, con cho con gà ăn, rồi con lại cho nó vào chuồng đúng không? Dạ, nhưng mà thế nào mà sáng nay con mở cửa chuồng nó một cái, thì con gà nó chạy tót đi mất ạ. Ông định dùng u con đấy bà. Ô, cái thằng này đứng vào đây, ai mà lại làm như thế? Ông nào mà lại làm như bà với lại mẹ con như vậy? Nào, tức là con mở cái chuồng gà ra, con vần con gà con cho ăn, nó chạy mất đúng không? Dạ. Ui rồi ôi, đúng rồi, chắc là cái con gà này nó biết là hôm nay mình sẽ thịt nó để mình cúng, cho nên nó sợ quá nó chạy. Thế thì đúng không? Dạ. Ừ, có sao đâu, thấy con thấy chưa, ông có đánh con như là bà với mẹ không, đúng không? Không việc gì phải sợ, mà cái tiên sư rồi, cái tiên sư nhà mày, cái con gà ông nuôi bao lâu để ông cúng ngày hôm nay, ông cúng mà không có nó thì làm sao mà thiêng được. Cái tiên sư rồi, tiên sư rồi, tiên sư tông môn nhà chúng mày chứ, ông điên mất về chúng mày thôi. À, làm sao, như thế nào? Thôi bây giờ thì để tôi đi chợ tôi mua con khác vậy. Chứ còn gì nữa hả? À, có biết được rằng là cái lễ giáo của mình, dù cỗ to hay cỗ nhỏ thì đều phải có con gà, đều phải có đĩa thịt gà. Nếu không có con gà, không cúng gà ấy, thì nó không thiêng, nó không linh. Tông môn nhà chúng mày, tại sao cái việc đấy thôi mà cũng phải để ông nói nhiều là thế nào hả? À, dạy mãi rồi. Ok, khẩn trương lên, còn đứng chờ mắt đấy chờ. Ông lại vượt cả lũ chúng mày. Ôi thôi, đi, nhanh lên. Còn đứng đấy nữa. Cái tông môn nhà chúng nó chứ. Cái việc như thế, cái việc hệ trọng như thế mà chúng nó cũng để lỡ việc là thế nào? Mà cái gia đình nhà này, cái nề nếp, cái truyền thống nó ở đâu rồi? Bực mình với chúng mày quá kìa. Đấy. Đây. À, thầy vừa thỉnh cho anh lá bùa này. Vâng. Anh về bây giờ còn để nốt ở cái đầu giường chỗ anh đang ngủ là xong. Vâng. Kính thầy. Úi giời ơi. Thầy vất vả quá. Cúng bái mà anh. Vâng. Có phải điều gì dễ dàng đâu. Vâng, mời thầy xây nước ạ. Rồi, không có gì. Thầy xin. Cái này là dán vào đầu giường hả thầy? Đúng rồi. Vâng. Anh cứ dán vào đầu giường. Vâng. À, thế nào? Từ lúc mà tôi đổi hướng nhà cho anh thấy cảm giác ra làm sao? Dạ, bạch thầy là tốt thầy ạ. Đấy. Ơn giời, ngày xưa nói thật với thầy, cái vận nó kém quá, do cái hướng nhà nó không tốt. Tôi thì tôi lại cũng không để ý cái chuyện đấy. Thú thật với thầy, ngày trước nhá, cứ nuôi cái con gì là nó lụi bại cái con ấy. Đầu tiên, hai vợ chồng có nuôi gà. Ui dồi ôi, cái đàn gà nó phải đến hàng trăm con ấy. Con nào con ấy là nó cứ béo mầm, béo mẫm ra. Ui dồi bà con là ai cũng đến để đặt người dăm con, người bảy con để biếu xén, rồi là
lễ lạt tết nhất. Ôi giời ơi, nghĩ là sẽ có món to. Thế rồi thầy có biết không, 2 ngày trước khi xuất chùa, không hiểu tại sao mà nó chết một loạt, nó chết cả đàn. Thầy bảo như thế thì làm sao mà còn cả vốn còn lãi nữa chứ thầy. Tâm không an. Dạ, dạ, tâm không an. Đấy. Thế là ngày đấy thì tôi cũng cứ nghĩ là chắc là mình không hợp với tuổi gà. À. Đấy. Tôi thì nó lại là tuổi chó mà. À, chó thì nó là cứ hay mó gà, nó hay cắn gà. Thế cho nên là nghĩ với bà với vợ là có khi thôi mình chuyển sang nuôi con lợn nó lành. Nó ở trong chuồng nó không có liên quan gì đến chó cả. À, thế bà vợ cũng được, nhưng mà nó hơi vất vả thầy ạ. À, thế thì tôi mới bảo là thôi thế này, muốn nó không vất vả thì ta cứ nuôi lợn lai ấy. Mà lợn nái ấy thì làm sao mà nó vất vả, đúng không ạ? Nó đẻ ta lại có lai. Ui giời ơi thầy ơi, không ngờ nó hay quá thôi ạ. Nuôi 2 con lợn nái mà nó đẻ con nào cũng 14 con. Ui trời, thế là trời, con nào con nấy nó nần nó như là cái cối đá lỗ. Trời ơi, trước khi bán khoảng 1 tuần, thế thì bà con đến thì tranh nhau là vạch tên và vạch số và ui giời ơi đánh dấu. Thế nhưng mà đùng cái có 1 con buổi sáng ra lăn thì chết. Ừ, 2 vợ chồng bảo có khi là con này nó ngộ độc, nó ăn phải cái lá sắn thì nó đây, có khi nó thế. Ui thế là mà đến chiều đến tối là cả đàn nó lăn ra nó chết, mà nó chết cả con lợn mẹ. Thì thầy bảo thế thì con mà đến nhục chứ còn gì. Theo tôi ấy, anh tuổi chó mà nuôi gà không được, đúng rồi, nuôi lợn cũng không xong, hay bây giờ anh thử đổi sang nuôi chó xem nào. Thì đấy, thầy nói đúng ý đấy. Tôi đổi sang tôi nuôi chó luôn. À, ngay lúc đấy hả? Đổi sang luôn. Thế nào, thế nào? Có khác không? Có khác hay không? Lắm, khác lắm. Khác một cái là nó không chết con nào cả. Đấy, tốt. Đấy. Không chết là tốt. Không chết một con nào cả. Nó cứ lớn mơn mởn. Con nào con đấy mà chuẩn bị khoảng 5-7 cân mà lúc đến được thịt ấy. Thì là 1 là nó đi mất. 2 là nó bị bắt. Nó có chết đâu. Muốn không được. Nhưng là tam sát, đúng không? Tôi nghĩ là nhà tôi phải lục sát mới đúng. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Anh có thấy không? Đấy. Đấy. Từ khi mà thay đổi cái hướng nhà, nó cũng khác hoàn toàn. Hoàn đấy. Toàn. Từ lúc mà tôi gặp anh ở chợ ấy, tôi nhìn anh đã rất là hào hoa, phong nhã. Nhìn anh, người anh đầy lộc rồi. Vâng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần phải thay đổi cái hướng nhà thôi. Vâng. Mọi thứ sẽ hanh thông. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi thầy ạ. À, thế này, thầy chúc cho anh, sau khi thay đổi hướng nhà rồi, chúc anh là nuôi gà thì gà lớn, nuôi lợn thì lông mượt, nuôi chó thì chó không bỏ đi. Cũng phải thú thật với thầy là từ khi mà thay đổi cái hướng nhà thì nói chung là con cháu nó cũng có đàn, có đống. Tốt. Rồi trâu bò, lợn gà nó cũng tăng gia phát triển. Tốt. Gia giáo lễ tiết gia đình thì nó cũng trên dưới rõ ràng. Tốt. Đấy, thì cũng phải cảm ơn thầy. Thôi thì thế này thầy ạ. Thì nó cũng tới bữa rồi. Thì gia đình cũng làm mâm cơm. Kính thầy ở lại sơi chén rượu nhạt với gia đình cho nó tình cảm. Thầy cũng chẳng giấu gì anh. Vâng. Thầy bận lắm. Bây giờ lại sắp sửa sang một đám khác. Vâng. Cũng lễ bái. Không. Vâng. Thôi, thầy cũng muốn để bụng để sang bên đấy. Vâng. Rồi ăn cơm với cả gia chủ bên đấy. Vâng. Luôn. Không làm phiền anh chị. Vâng. Thầy đi. Nếu mà thầy không ở lại được thì cũng không dám giữ. Thế nhưng mà nói thật với thầy, người ta có câu là có thực thì mới vực được mọi việc thầy ạ. Đến giờ này rồi mà thầy bụng đói meo thế này thì tôi nghĩ là cúng khấn nó cũng không thiêng. Đúng. Vâng. Anh nói đúng. Vâng. Có thực mới vực được đạo. Vâng. Thôi đấy, thầy miễn cưỡng ở lại đấy. Vâng. Thầy đồng ý ở lại đấy. Vâng, nhá. Vâng, đấy. Tôi biết mà, thì thầy cũng biết là cái tính của tôi là nó cứ thẳng thắn. Thế nhưng mà cái gì thì cái, nó phải đúng thì nó mới tròn. Mình ơi! Mình ơi! Cơm nước xong chưa Mình? Đây, em mang lên đây!
nhanh cái tay lên. Thầy sơi thầy còn về, thầy nhiều việc. Thầy bận lắm, thầy bận lắm. Dạ, con mời thầy xơi cơm ạ. Em mời mình ạ. Gà đâu? Dạ, thưa thầy, gà đây ạ. Sao lại bỏ vào đấy? Tại vì nhà con bảo là gà phải gói riêng để thầy mang về ạ. Rồi, tâm quá an, tâm quá an. Tâm an là gì ạ? Là quá an tâm. Vâng ạ. Dạ. Này, lòng mề đâu? Dạ thưa thầy là lòng mề là con nấu miến đấy ạ. Vâng, trong miến đấy ạ. Vâng, dạ mời thầy ạ. Thôi thôi, thầy cũng xin phép nhé. Vâng. Xin phép anh chị. Vâng, vâng. Làm tí canh miến cho nó ấm bụng. Vâng. Nóng quá. Vâng ạ, nóng lắm thầy. Xin phép gia đình nhé. Vâng, vâng, mời thầy, thầy tự nhiên ạ. Úi dồi ôi, thầy cẩn thận bỏng đấy ạ. Ngon quá. Ngon quá nào. Thôi mời chị cùng ngồi với tôi với cả anh nhà. Dạ, dạ, dạ xin phép ạ, thầy cứ tự nhiên nhà. Con là dạ không không có cái lệ này ạ. Dạ con ăn ở dưới với các cháu ạ. Dạ thầy cứ tự nhiên ạ. Gia đình của ông Phú là quá tuyệt vời. Vâng. Trên bảo dưới phải nghe. Vâng. Rồi. Tôi thì vẫn giữ được cái nề nếp đấy thầy ạ. Vâng. Các cháu là các con là mình phải dạy là sống nó phải kính trên nhường dưới, gia đình là phải thuận hòa êm ấm, không bao giờ có một tiếng cãi cọ dù là nhỏ. Cái gì thế? Úi dồi, bà chạy ngay xuống xem tình hình thế nào. Vâng. Nhanh khẩn trương. Tâm không an. Úi dồi ôi, tại sao lại thế nhỉ? Mà nói thật với thầy, đây cũng là lần đầu tiên chắc là có biến gì đấy. Chứ còn không, chưa bao giờ có cái chuyện này đâu. Thế phải xem thế nào ý chứ. Sao cứ cãi nhau loạn hết cả lên như thế? Thầy, mày đi vào đây. Thầy cứ bình tĩnh. Ôi, thầy lòng cứ bình... mạch lại động rồi. Cứ... Đây, úi dồi. Đây. Nào. Có cái chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Thầy đã dặn rồi, cái nhà này nó phải có tôn ti trật tự cơ mà. Có chuyện gì? Dạ, con thưa thầy. Dạ, con thưa thầy ạ. Con biết là nhà mình là nhà gia giáo, có nề, có nếp. Cho nên là con cũng cố gắng lắm để không có cái chuyện ầm ĩ trong nhà. Nhưng mà tại cái thằng danh con này này. Ấy. Dạ. Bình tâm. Thầy vừa dặn rồi, có gì cháu nó là trẻ con nó ngây thơ, nó ngây dại, có gì để bảo ban nó tử tốn nhẹ nhàng, nên sợ lại cái thằng danh này là thế nào. Tâm phải an. Dạ, mời thầy. Con an lắm rồi đấy ạ. Mời thầy cứ tự. Nhưng mà không thể nào mà an được với cái thằng này. Ấy, sao? Thế có chuyện gì? Dạ, thầy cứ dùng tự nhiên, có chuyện gì? Nói cho thầy nghe đi. Dạ, nếu mà thầy cho phép thì con xin nói ạ. Ô hay, nói đi, nói ra ở đây để thầy còn dạy bảo nó. Đúng rồi. Đúng sai để có thầy đây chỉ. Đúng rồi. Nhưng mà chuyện này con mà nói ra, thôi, hay là thầy cho con xin phép đưa nó xuống dưới bếp để con dạy riêng ạ. Ô hay, không sao. Thôi, chị cứ nói ở đây nhá. Nào, tôi cho phép. Kìa, mời thầy. Thầy cứ tự nhiên đi, cứ như người già đi. Dạ. Thưa thầy, chẳng là con đang xuống dưới ngả sắp mâm cỗ. Thì riêng con gà là con đã nghe lời của thầy. Đây, gà đây rồi. Dạ vâng, là con đã gói riêng ra rồi ạ. Rồi thầy, ăn bát miến đi cho nó nóng. Dạ, riêng lòng mề thì con đã xào lên, con cho vào nồi nước dùng để con nấu miến ạ. Con quay sang bên này để con bóc cái đồng bánh chưng. Quay qua quay lại thì con đang thấy thằng này nó đứng nó đái vào cái nồi miến kìa. Úi dồi ôi. Dạ. Cái gì? Nó đái vào nồi miến ạ. Bình tĩnh thầy. Thằng này nó đái vào cái nồi miến đúng không? Dạ vâng ạ. Này, cho ông hỏi. Thế mày đái vào nồi miến khi nào? Mày nói đi. Nói đi. Dạ thưa ông, con đái vào lúc con bắt đầu bắt lên bếp ạ. Ôi dồi ôi, tâm ngon nhà mày. Mày hại ông rồi. Ông hoành tuốt xác mày ra. Tâm ngôn rồi. Bảo uống vừa mới động mồm vào đã thấy chua chua, đã nghi rồi.
lòng mạch lại động rồi. Hết 10 hào ạ. Cái gì? 10 hào? Dạ vâng. Mày nói thế nào? Mày mua có tí đồ này mà mày bảo 10 hào quá là đắt con ạ. Chả hiểu mày mua kiểu gì. Mà ở từ nãy giờ ông thấy nó có cái mùi gì đó nó ngoại quốc. Mùi gì ạ? Mà ngoại quốc là sao ạ? Mày hiểu làm sao được, tiếng nước ngoài chỉ có ông biết thôi. Ông dịch cho. Dạ. Nó khăn khăn. Thum thum thủ. Thum thum thủ. Thum thum thủ. À, dạ. Wow. Thế mà con lại hiểu đấy ạ. Lại hiểu đi. Để con giải thích cho ông nhá. Sáng nay ấy, là người ta đang bắt cá. Đấy. Con chạy một mạch đến. Thế là con mua luôn cho ông. Đấy. Đây. Ôi giời ông ơi. Cái mùi này ấy, nó là cái mùi bùn không ạ. Đấy. Tí nữa nhá. Con mang vào. Con cho một ít nghệ lên này, xong con lại cho thêm một ít giềng, cho thêm một ít xả vào. Thế là nó lại tươi ngon, nó lại thơm phức béo ngậy ông ạ. Mày tả thì ông biết thế, nhưng mà thấy nó vẫn cứ sai sai nào con ạ. Sai à? Ừ. Thôi được rồi, thế thì để bây giờ con sẽ mang cái này vào bếp, con chế biến. Xong rồi tí nữa ông thưởng thức, xong rồi lúc đấy ông cho con biết là sai ở chỗ nào ông nhá. Dạ, vâng ạ. Hay là thằng này nó ăn bớt rồi. Dễ lắm. Nhìn mặt nhìn đi. Ây ây ây. Đọc to lên. Ây ơi. Năm điều vợ dạy thì một, vợ luôn luôn đúng. Hai, nếu sai thì xem lại điều một này. Ba, là phải luôn yêu thương vợ. Bốn, ôi ơi, bốn là tiền của vợ thì là của vợ, mà tiền của chồng thì cũng là của vợ. Còn nữa. Năm, năm là không, là không, ai, ai, là không, à, là không, là không, không được biển tủ công quỹ. Năm là không được biển tủ công quỹ. Trời giúp ta rồi. Thằng đất thằng nước, ra ông bảo. Ai ôi, ai ôi, ông ơi, ông cho gọi con ạ. Dạ. Ông cho gọi con ạ. Hai đứa chúng mày nghe ông bảo đây. Dạ. Thằng này sao này, này đau đớn cái gì đấy? Dạ dạ không 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 ạ. Ông muốn nói với chúng mày một điều như thế này. Dạ. Bây giờ là tao đang rất cần một cái đứa. Dạ. Gọi là quản lý về chi tiêu và tài chính. Dạ con. Cái gì? Con ông ơi. Con mày bình tĩnh.
hai đứa chúng mày là ngang tài ngang sức. Dạ. Nhưng mà cái chức này là chỉ có một. Nếu là hai thì là sẽ tranh giành quyền lực, đấu đá, bon chen kèn cựa. Dạ. Nó sẽ gây mất đoàn kết nội bộ. Thế bây giờ làm thế nào ông? Thì tốt nhất là như này. Tao muốn ra cái tiêu chí. Nhưng phải có hai cái tiêu chí đấy thì mới làm được. Đó là thật thà và biết nghe lời. Con! Ui! Thì con ông ơi! Cái này con giỏi lắm ạ. Lại phải từ từ. Bởi vì chức nó chỉ có một. Thế bây giờ làm thế nào? Cho nên tao chọn một người. Đứa nào thua thì cũng phải chịu, đúng không? Bằng cách là từ hôm nay trở đi, tao sẽ thử thách từng đứa một đi chợ một tuần. Mỗi người đi chợ một tuần? Mỗi người đi chợ một tuần. Cái này con làm được. Con làm được tốt hơn. Nếu đứa nào mua được đồ ngon bổ rẻ mà lại dư được nhiều tiền nhất thì tao sẽ chọn đứa đấy luôn. Được. Làm đi. Thế cái này thì con giỏi hơn thằng kia là chắc rồi. Con sẽ thắng kèo này. Thôi, giỏi. Làm đi. Đấy. Tôi thắng nhá. Được. Tiền sư chúng mày cứ đợi đấy. Rồi cái đuôi chuột chúng mày sẽ lòi ra thôi. Ơ, cu nước đấy à? Này, thế vẫn cái thịt thiêu nhá. Đây, lúc nào cũng vẩn cho cậu một miếng thịt thiêu. Đấy, tại sao lại là thịt thiêu được hả? Hôm nay phải cho tôi một cân thịt. Cái thịt nào mà nó ngon nhất, hiểu chưa? Trời ơi, này, có cái điều gì nó sai sai nhỉ? Có khi nào có điểm gở không nhỉ? Sai là sai thế nào hả? Nhanh nhanh cái tay lên. Được rồi, được rồi đấy. Đây rồi, bốn hạo. Đợi tí. Đây. Đấy. Bốn hạo của chị đây nhá. Rồi, rồi, rồi. Không thiếu đâu đấy. Chị xin nhá. Bốn hạo một cân. Không cần phải tính. Ông nhìn thấy chưa? Cái thằng nước này, cứ quán nào bán ngon bổ rẻ nó biết hết. Cứ vào cái quán đấy mà mua là được rồi. Nhưng mà nhớ là tôi dặn như này, phải khảo giá những người mua trước, cho người ta chặt chém cho. Trả giá số 1, 2 giá so với người bán ấy. Là kiểu gì cũng mua rẻ hơn thằng nước. À, tôi nhớ rồi. Phải xem người ta bảo bao nhiêu, rồi là trả giá bớt xuống 1, 2 giá. Đúng rồi, có vợ làm quân sư, riêng gì mà trả xong. Bốn hào của chị đây nhá. Không thiếu đâu đấy. Chị xin thịt chứ đấy. Bốn hào một cân. Không cần phải tính. Bốn hào một cân. Vợ mình dặn rồi. Bốn hào bớt đi một nửa là hai hào một cân thôi. Ôi chú đất. À, chào chị. Hôm nay làm miếng mông chị nhá. Vâng. Mông chị hôm nay ngon lắm. Ấy nhưng mà cứ phải sờ tận tay, dây tận chán xem mông chị có mẩy không thì tôi mới mua. Trời ơi, sờ đơn giản. Đưa tay chị cho sờ nào. Được rồi, cho sờ nhé. Nào, đưa tay đây nào. Sờ mông nào. Nào, nhắm mắt vào, nhắm mắt vào. Đấy, nhắm mắt cảm nhận đi. Mềm quá. Ừ, mẩy không? Mát quá, mẩy quá. Ê, mà còn trắng nõn ra kìa. Ừ, trắng nõn à. Ừ, mở mắt ra mà nhìn. Ừ, mẩy thế. Ừ. Mông chị mềm thật. Ừ. Trắng, ngon. À, chị bán bao nhiêu tiền một cân? Chị bán rẻ mà. Bốn hào. Bốn hào một cân? Sao đắt thế? Vợ tôi dặn đi chợ là phải trả giá. Thế tôi trả như thế này nhá. À, hai hào một cân. Chị bán cho tôi một cân. Cái gì? Hai hào một cân. Hai hào? Ừ. Chị bán rồi. Nói cho mày biết này. Mày mặc cả kiểu đấy. Mày sao mày mặc cả kiểu đấy? Mày mặc cả kiểu đấy. Này nhá, bà truyền đời báo kiếp cho cái thằng hãm biết nhá. Mày mặc cả cái kiểu bẩn đời đấy à? Hả? Mày mặc cả cái tiền sư nhà mày như thế à? Hả? Bà bán hàng của bà nhá, bà ngành nghề bao nhiêu năm mà chưa có cái thằng nào nó dám mở mồm nó mặc cả theo bà cái kiểu rẻ rách như mày nhá. Mày biến ngay từ giờ trở đi, bà nhìn thấy mặt mày bà giết.
rau tươi ngon quá nhỉ. Bà ơi, thế từ sáng giờ đã bán mở hàng rồi chưa? Ôi dồi, tôi chưa bán mở hàng. À, cậu muốn mở hàng rau cho tôi đi. Tôi là người mở hàng à? Nhưng mà tôi lại không mua rau, tôi đi mua thịt. Ờ, thế mua thịt thì gì? Thì rẽ vào hàng rau làm gì? Thì rẽ vào hàng rau để hỏi mua thịt. Ôi dồi, mua mở hàng cho tôi. Nhưng mà tôi có ăn rau đâu, tôi ăn thịt. Ghé hàng rau để hỏi mua thịt thôi. Tiền sư bố mày, sáng ngày ra chưa bán mở hàng, không mua rau thì đừng rẽ vào hàng rau. Thì rẽ vào hàng rau hỏi giá thịt còn gì. Mày có tin là bà đánh cho mày một trận không? Ấy, làm gì mà đánh, không bán mua thịt thì phải ra hàng thịt chứ rẽ vào hàng rau. Đúng là thằng đầu đất. Ê, vẫn thế của chú. Sao lại vẫn thế? Hôm nay nhá, anh phải lấy cho tôi cái cá nào mà nó sống nhá. Cá sống luôn thì tôi mới ăn nhá. Hôm nay lấy cá sống. Ừ. Chờ anh tí. Đây nhá, sống vẫn còn dễ tanh tách. Đây, nó phải như thế này chứ. Của anh đây. Hai hào nhá. Tưởng mọi hôm vẫn ăn cá ươn. Mọi hôm khác, hôm nay khác. Thế về nhá. Đây, hai hào hả? Hai hào. Ở đây. Cá ươn đây. Ui, mất tánh quá. Trời ơi. Để ông xem chúng mày đi chợ như thế nào. Ông mời ông xem. Đấy. Ông nhìn qua là cũng cân tài cân sức. Dạ. Cả táo lạng. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ nghe chúng mày trình bày. Dạ. Dạ bẩm ông. Mày trình bày đi. Tiền ông đưa con đi chợ. Con mua thế này à? Thịt thì con cứ thịt mông sấn con mua. Con sờ là cái trắng lõn ra. Sao nó cái căng. Này là con mua 4 hào một cân đấy. Cá là 2 hào 2 con đấy. Ông ạ. Cá mà cứ bày lên thớt là cá ngon. Cá người ta bày ra để chào hàng. Con mua về ông xem thấy thế đã được chưa? Nghe cũng có lý. Thế thằng nước. Dạ. Trình bày. Vâng, con xin phép trình bày ông. Thứ nhất là mua thịt ấy thì người ta phải chọn thịt vai. Nó mới ngon, chứ thịt mông ăn không được đâu ông ạ. Được, đấy, có lý. Thịt vai tươi rói rói mà lại hồng hào như thế này. Con mua chỉ có 2 hào thôi ông ạ. Này, thằng kia mày đừng có điêu nhá. Gì? Tao nhìn thấy rõ ràng mày mua 4 hào mày lại bảo có 2 hào là thế này, nào? Này, ông thấy cái gì? À, thấy cái gì? Này. Tôi mua có 2 hào thôi nhá. Thôi, không cãi nhau nữa. Dạ. Trình bày tiếp đi. Dạ vâng ạ. Thưa ông, cá mà nằm trên thớt rồi thì chắc chắn là cá chết. Đúng đấy. Mà chết thì mùi nó khó chịu lắm ông ạ. Khàn khàn, thum thum thủ. À dạ vâng ạ. Đấy, thế ông nhìn đi ạ. Cá của con nó tươi rói rói như thế này đúng không ạ? Đấy, con mua xong mà người ta lại còn cho thêm một nải chuối về để kho cá. Cá thì khó. Quá là tuyệt vời đúng không? Nghe qua mày vừa trình bày là tao biết trình của thằng này đến đâu. Sao mà lại con bẩm ông? Không phải bẩm gì cả. Ông là ông rất quý mày. Đấy, người ta bảo rồi. Cái trình nó kém thì bao giờ mua phải cá. Mấy cái đồ nó cũng ươn, nó cũng hôi, nghe chưa? Nhưng được cá là mày thật thà. Ông rất quý tính của mày. Và ông quyết định. Dạ. Ông quyết định là mày thua. Và người được thăng chức đó là thằng nước. Từ nay trở đi mày sẽ là người quản lý về chi tiêu tài chính của gia đình. Con đổi ở đâu mà? Thế thì mày cứ phát huy đi chợ cho ông. Vâng. Là 2 hào 2 con cá, 2 hào 1 con thịt và được cho thêm 1 nải chuối. Đấy, tất cả các đồ phải tươi rói rói thì không bao giờ ông nói, nghe chưa? Đấy, cứ thế mà làm. Còn
thằng đất. Dạ. Bê cái này vào kia cho ông. Dạ, cứ dạ. Thế mà làm. Dạ, nghe ông chưa? Bê vào kia cho ông. Cứ thế mà làm mà. Ông ơi. Thông minh lắm thằng ngu à. Thế là thế nào nhỉ? Tôi chết rồi, mình bị mắc mưu của ông Lý rồi. Ôi giời ơi, đúng là hữu danh vô thực mà. Làm thế nào để mua được 2 hào, 2 con cá, 2 hào 1 cân thịt, xong lại còn được cho nảy chuối. Ôi giời ơi, ông ơi, ông ơi. Chết rồi. Không biết cái đứa nào mà nó đổ nước sôi vào héo hết cả cái cây chè của ông thế này. Ê, nó có ẩu không chứ thì... Đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? Cái gì? Ông thấy nó đâu không? Đứa nào? Trời ơi, đứa nào cái gì? Ông biết cái gì chưa? Biết cái gì bà phải nói thì tôi mới biết chứ. Thì ông phải từ từ cho tôi nói đã chứ. Ồ, thì tôi đang từ từ đấy. Ôi, bực chết chứ này. Được. Tôi cũng đang từ từ đây này. Ờ, cái gì? Cái thằng Đông nhà mình ấy. Thằng Đông sao? Cái thằng này nó ngu lắm ông ơi. Nó ngu như thế nào thì phải bảo chứ để thì... Bây giờ về cứ trồn lên. Xong này, như thế nào? Từ đầu nào? Chứ tôi nói không? Ừ, nói. Mình cho nó ăn, cho nó mặc. Ừ. Nó ăn cơm nhà bác tù bà hàng tổng cái kia rồi. Ôi. Nó làm cái gì khổ quá. Hả? Ừ. Cái thằng đấy nhá. Ừ. Tôi đi vẽ tranh cho lão phù ông. Cái gì? Thằng Đông nhà mình. Ờ. Nó đi vẽ tranh cho lão phù ông cái kia. Thằng Đông đi vẽ tranh. Thằng Đông mà viết vẽ tranh á, nó còn vẽ bằng mắt. Này, nó vẽ cả cái làng này khen nó vẽ đẹp đấy. Ôi dồi, thế thật à? Ừ, nó cũng vẽ giống y như đúc ra chứ. Ôi trời ơi. Này, thằng này rất láo. Nó láo. Gọi ngay nó về đây. Gọi ngay nó về đây. Gọi về đây. Ông đi gọi nó về đây. Bà gọi về đây. Ai đi gọi nó về đây? Tôi đi gọi về đây. Láo nháo, đi đâu? Điền không chịu được. Đi đâu? Tôi đi gọi nó. Cái đường đằng này. À, đường đằng này. Điên quá cho nên đi nhầm. Thật này, về đây. Chết đòn đấy bà. Mày đi mày. Mày đi vào đây. Ôi, có thịt cũng mày đâu. Mày là cái thằng đau, chết mà đau quá. Đau mày cũng phải thịt. Mày ui cho cô sao lại cô vừa. Cô vừa beo, cô lại vừa đủ. Mày ở nhà cụ, mày sống ở nhà cụ mà mày mất đại, mày ngồi xuống đây. Thế chưa mày? Mày thấy đau chưa? À? Tao hỏi mày. Dạ. Mày ăn ở đâu? Dạ con ăn nhà cụ. Mày ngủ ở đâu? Dạ con ngủ nhà cụ. Thế thằng phú ông nó cho mày ăn cái gì? Dạ sao ạ? Như ông phú ông thì có làm gì đâu mà. Thế chưa mày thích? Sao mày ăn ở nhà ông, mày ngủ ở nhà ông mà mày đi sang mày vẽ tranh cho cái thằng phú ông mất dạy đấy? Nó đi khoe khắp làng làm ông nhức hết cả mũi. Nó bảo cái gì là cái thằng Đông nhà Lý Trưởng ấy, nó vẽ tôi giống khúc dao cho cô ấy luôn. Quá đẹp. Thì bẩm cụ, cụ bận việc làng việc nước, còn đâu có biết là cụ cũng thích vẽ tranh. Mày là người ăn kẻ ở nhà tao. Mày phải biết được là cụ có cảm xúc lúc nào. Dạ. Đấy, dạ, cụ muốn gì, cụ thích gì. Nhưng mà cụ muốn vẽ, cụ phải bảo con. Ờ, con làm sao mà biết được. Ta lại phải bảo mày à. Ờ. Mày nhìn cụ là mày phải đoán được là cụ thích vẽ tranh. Dạ, mày phải vẽ cho cụ chứ. Bây giờ con vẽ cho cụ. Tao cho phép mày. Bởi vì mày là người ăn kẻ ở nhà tao. Dạ. Mày cứ vẽ tao thoải mái nhá. Nhưng không lấy tiền. Không lấy tiền thì vợ chồng tao nhá đã mất công ngồi cả tiếng đồng hồ làm mẫu cho mày vẽ. Ta không lấy tiền mày thì thôi, mày lại cứ đi lấy tiền của ông bà. Dạ, nhưng mày... mà cơ mà cái gì à? Thôi thì người nhà thế. Mày nói đúng. Người nhà với nhau ai lại đi lấy tiền như thế? Nó dạ. Mang tiếng ra. Mày cứ ngoan, ông thương rồi ông thưởng, nghe chưa? Dạ, bẩm cụ được rồi ạ. Thế thì cụ bảo cụ bà đi rồi con vẽ. Vẽ luôn và ngay.
rồi. À, được. Chỗ này đẹp đấy. Ừ. À, ông bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Đây nhá, đây là trước hết là như thế này. Muốn có bức tranh đẹp thì cô đứng này, đứng lại, đấy, đặt đứng lại, đúng rồi. Cô ngồi xuống. Đứng. Ba hả? À, ba thì đứng lại, ba cũng đứng lại. Ông đứng. À, rồi, ông lại ngồi xuống. Ba, đứng nguyên đấy. Đó, thế được rồi. Rồi, cứ ngồi đứng nguyên, thế xem nào. Rồi, ông bà sao lại ngẩn to te ra như thế? Thế mày bảo đứng lên mới ngồi xuống thì bây giờ. Thôi. Mày có bảo mặt như thế nào đâu? Cụ. Mặt tươi hay là thế nào? Cụ lít đứng lên. Đứng lên. Hai cụ xoay đều một vòng, có xem nào xoay thế thì ba vào mặt nhau. Xoay thế cái này nha. Thứ nhất bà phải này. Hai ba cụ xoay nào, xoay nào. Này. Trong mặt xoay. Cô bà làm sao đấy? Chóng mặt mày ơi. Chóng mặt thì cũng phải cố. Thế có muốn vẽ tranh không? Có. Có muốn vẽ tranh không? Thôi mình cố gắng đi. Thôi nó muốn có tranh đẹp thì mình phải chịu khó. Mà cụ ý nhá. Hả? Mặt cụ tươi tỉnh đi. Ừ. Chóng mặt cụ đần thồn thộn thế thì làm sao mà vẽ được? Cười. Đứa nào như thế này đi. Rồi, như thế này ta làm được. Này. Này, cụ có muốn nó mềm mại cho? Có. Cụ lại nằm tạo dáng nàng tiên cá nằm lên. Nằm trong tay. Xôi. Bà đứng lại đấy. Rồi, cụ bà ngồi xuống chỗ này. Đấy, ngồi không, ngồi cạnh. Cụ ông khổ quá, bảo mãi không. Ngồi đằng sau, khổ quá. Ngồi thế thì chồng hết tít vào mặt cụ rồi còn gì nữa. Bà ngồi thế thì nó vẽ mông bà đập vào mặt tôi. Thế bây giờ ông nằm hết cho tôi ngồi vào cái chỗ nào. Bà đứng đằng sau đây này, rốt ghê thế này. Phải là dễ hiểu hơn không? Cần gì phải bảo. Ôi này, thế nhà ông bà có định vẽ không? À có. Thì khổ nên đang thảo luận, khổ quá. Đây này, mày cứ vẽ đi. Mày không phải cấu. Họa sĩ mà cấu này, hay vẽ lung tung. Mặt vợ chồng ta đang tươi, vẽ nhăn nhúm như con khỉ. Bây giờ cái này kiểu này cũng đẹp rồi. Nhưng con thấy hai cụ là phải kiểu này mới đẹp nữa. Kiểu nào? Cụ là quỳ, lý quỳ. Hai cụ chu mỏ bổ vào nhau. Chu mỏ bổ vào nhau, gần vào. Đấy, chu mỏ chu vành mặt hết, vành mặt. Rồi, như thế nhá, bắt đầu vẽ nhá. Rồi. Con vẽ đây này. Khổ quá, cô đừng ngó ngoáy. Được rồi. Bố mình. Thì bây giờ nó còn hơn bố mình. Muốn có tranh đẹp nó là bố rồi. Ôi này. Sao cụ cứ ngó ngoáy. À, cô đang thảo luận. Chu mỏ vào. Đông ơi. Làm sao? Ba buồn. Muốn gì? Đấy. Ôi trời ơi. Ông bà rách việc quá. Thôi nghỉ, không vẽ nữa. Thôi mày, tô tư đi. Thằng kia mày cứ cáu nhỉ. Tao, cái con điên này. Này, ông bảo ai là con? Không, tôi bảo bà quay lại đây, khổ quá. Nó đang vẽ, nó phải ở cái góc này, nó mới nhìn được. Này ông bà. Cái gì? Thế ông bà có vẽ không? Có. Nếu mà nhiều việc quá thì nghỉ. Thôi. Lúc bao giờ ổn định thì vẽ. Thôi, khổ quá, mày bình tĩnh. Tao đang thảo luận với vợ tao. Rồi, thì chu mỏ đi. Bà cứ bình tĩnh. Kể cả có buồn mấy đi chăng nữa, mặt mình vẫn phải tươi lên. Chu mỏ lên, nào. Sắp xong rồi. Rồi, đấy. Con vẽ nhá, rất nhanh đấy, xe rất nhanh. Mày để im, để tao gò lại cái mặt bà ấy. Chứ cái mặt bà như thế này, có khi mày vẽ ra con khỉ. Bà phải tươi lên. Được rồi, cô bà tươi lên. Tươi lên cho tôi. Tươi. Tươi nào nào. Tươi mà thế này à? Chu mỏ, xong rồi đây. Vẽ nhá, vẽ này.
thế rồi. Thôi. Xong chưa? Xong. Xong rồi à? Đưa đây. Dạ bẩm hai cụ đấy, xong đây rồi. Làm mẫu nó mệt lắm đấy con à. Để xem cái thành quả như thế nào. Dạ con mời hai cụ xem ạ. Dạ. Sao thế cụ? Đông ơi. Dạ. Mày có nhầm không con? Dạ không ạ, con không nhầm đâu ạ. Lúc mày vẽ mày cũng suy nghĩ kỹ rồi đúng không con? Dạ con tưởng tượng hình dung rất rõ ràng, con mới đưa lên tranh vẽ đấy ạ. Mặt ông bà mày nhận xét đi. Dạ có dạ đổ không? Con thấy mặt ông bà rất giống bức tranh đấy ạ. Rất giống bức tranh. Dạ nó có cả cái toát lên cái thần thái đấy. Hai cụ giống lắm ạ. Giống. Lúc hai cụ mà trụ vào nhau như thế này là nó rất là giống. Lúc ấy trong đầu con tưởng tượng ra rõ ràng bức tranh nó giống y như hai cụ đấy ạ. Hai cụ? Vâng. À, giống hai con chó này gì? Dạ, cô. Cô ơi, con xin cô. Mày nghĩ mặt chúng tao giống hai con chó này được không? Dạ bẩm cụ, đây là con truyền thần đấy ạ. Mày truyền thần gì? Mày truyền chó mà đến nhưng mày truyền thần gì? Chỉ thần thái bức tranh. Ôi, mày.